Rồi bạn để miếng muối lên như thế này. Đó. Rồi. Giờ mình vô. Cheers. Hello. Hello everyone, welcome back to Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đủ bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính ngày hôm nay sẽ không có cocktail nào hôm nay. Và hôm nay Hào sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn một loại rượu mạnh mà rất là nhiều người biết đến, cũng như là các bạn có thể đã thử qua rồi nhưng mà không biết đến tên của nó. Nhiều bạn cũng đã từng lên bờ xuống ruộng, nhưng mà đây sẽ là một cái loại rượu mà Hào rất là yêu thích. Và Hào nghĩ là ở cái tập này mình sẽ có rất là nhiều điều vui và để chia sẻ với nhau. Mình sẽ cùng uống, cùng thưởng thức, cùng xỉn và cùng say loại rượu mang tên Tequila. Tequila là một loại rượu mạnh xuất xứ từ Mexico và được làm từ cây agave. Nhưng mà cái agave này phải là blue agave. Màu sắc của loại rượu này sẽ được phân loại từ trắng trong cho đến vàng đậm. Trên thế giới thì có khoảng 166 loại agave. Ở Mexico thì có 125 loại agave. Nhưng mà để được sản xuất ra tequila mà mình uống ngày nay thì phải từ blue agave, chỉ là một loại duy nhất. Và cái loại này á, nó sẽ được mọc ở trên cái đất mà ngày xưa là đất núi lửa. Cho nên là khi mà bạn uống tequila, cái mùi đặc trưng mà bạn sẽ thấy đó chính là cái mùi smoky, là cái mùi giống như là cái mùi tiêu. Cho nên là để sản xuất được tequila thì tequila phải đến từ thành phố tequila của Mexico. Nhưng mà bây giờ những cái quy định đó có vẻ đã nới lỏng ra hơn. Vì thế là rất là nhiều nước và nhiều nơi trên thế giới đã sản xuất ra được tequila mà không chỉ phải là ở Mexico hoặc là đến từ một cái thành phố nhất định nào đó. Nhưng mà để mà có thể uống được một cái loại tequila ngon nhất và đúng tequila nhất thì các bạn biết rồi, phải đến Mexico thôi. Theo thống kê thì một năm ở nước Mexico nó sẽ có khoảng 300.000 cây blue agave được thu hoạch. Vào năm 2006 thì UNESCO đã công nhận tequila một trong những di sản văn hóa thế giới phi vật thể. Cho nên là bây giờ mà bạn mà biết là mình đã uống tequila thì mình đang uống một cái loại di sản văn hóa thế giới mà rất là nhiều người yêu thích. Và đây là phần thú vị, họ sẽ nói cho các bạn biết là người ta đã làm ra tequila như thế nào. Thì khi mà cái cây blue agave này mọc lên thì nó phải được khoảng 6 cho đến 12 năm. Các bạn nhớ nhà tâm 6 đến 12 năm để gọi là chín mùi thì người ta sẽ bắt đầu thu hoạch. Khi mà thu hoạch á thì cái cây agave này nhìn ở ngoài như lồng chết thơm, nhưng mà người ta nói đó là nhìn như là xương rồng, nhưng mà thật sự cái họ của nó là họ lily, là cái hoa lily á. Thì khi nó chín rồi thì người ta sẽ cắt đi những cái chua rua và chỉ lấy cái phần thân này sẽ được cắt nhỏ lại rồi đem vào một cái lồng thật là lớn để mà nướng. Khi mà nướng cái agave này thì trong cái cây này chín rồi nó sẽ tiết ra những cái mật, rồi sau đó họ sẽ đem cái loại cái sau khi một buộc có tài liệu thì nó là khoảng 2 ngày, có tài liệu thì nó là 3 ngày. Họ nghĩ là có thể là do là tùy vào nhà sản xuất hay là tùy loại agave họ lấy như thế nào đó ở vùng miền mà họ sẽ nướng lâu hay là chậm. Thì cái thời gian dao động là khoảng 2 đến 3 ngày. Sau khi mà cái này nó đã được nướng chín rồi, tiết mật rồi, họ sẽ đem đi vào một cái máy lớn thật là lớn để mà xé ra thành từng sợi nhỏ. Khi mà xé ra thành sợi nhỏ rồi, họ sẽ đem vào một cái máy cối để xay. Nhưng mà đây không phải là một cái máy cối mà là giống như là một cái chỗ mà để người ta xay nghiền ra, mà có một cái bánh xe để mà kéo vòng tròn như thế này để mà có thể xay những cái sợi này ra để tươm những cái nước ra. Thì từ đây họ dùng cái nước này để mà sẽ sản xuất ra được tequila. Và đó là một chút kiến thức về tequila là gì, nó đã sản xuất như thế nào và nó đến từ đâu. Đây là cái khúc mà thú vị nhất và vui nhất mà Hào đã chờ đợi từ đầu đến bây giờ để mà được cùng uống với tất cả mọi người. Không chỉ có uống không thôi đâu mà mình sẽ nói về ba loại tequila phổ biến nhất mà Hào nghĩ là các bạn nên biết, bởi vì nếu như mà bạn nào mà là một trong những người yêu thích tequila thì đây sẽ là những cái thông tin mà bạn có thể là một ngày nào bạn đi ra một quán bar và bạn sẽ tìm kiếm cái loại này và bạn sẽ thử ha. Và Hào sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta có thể thưởng thức tequila và nói về cái sự khác biệt của người Mexican thưởng thức tequila thế nào, mà những người nước ngoài Mexico sẽ thưởng thức tequila như thế nào.
có 3 loại tequila phổ biến nhất mà hiện diện trên thị trường nước Mỹ cũng như là tất cả các nước khác. Ngoài ra thì ở Mexico đó, tequila là một, agave là một cái loại để mà có thể làm được tequila, phải không ạ? Thì tùy vào nhà sản xuất mà để bao nhiêu phần trăm của agave thì nó sẽ biến tấu thành những cái loại liquor mà có những cái tên khác. Thì ở đây mình sẽ không nói cái đó, mình chỉ nói về ba loại tequila chính. Đó chính là Silver hoặc là Blanco, tiếp theo là loại Reposado và cuối cùng là Añejo. Thì ba cái loại này nó sẽ được đi thành từ màu trắng cho đến màu vàng nhẹ và cuối cùng là màu vàng đậm. Thì họ không có cái Añejo, bữa giờ họ nhậu hết cái chai đó rồi. Nên là hôm nay họ sẽ chỉ hướng dẫn hai cái loại này thôi nhé. Ok, thì mình sẽ nói trước về Silver hoặc là Blanco, là một trong những loại tequila phổ biến nhất để có thể sử dụng làm cocktail, bởi vì cái mùi vị của nó rất là mạnh và rất là đậm. Cái chai này đó họ mua ở trong Costco rẻ nhưng mà thực sự chất lượng rất là ok. Full shot. Yum. Silver hoặc là Blanco tequila là một loại tequila mà có thể được đóng chai sau khi mà đã được chưng cất liền. Và có thể là nó sẽ để ở trong một cái stainless steel, có nghĩa là một cái thùng thiết lớn, trong khoảng 2 tháng rồi sẽ được đóng chai và cho ra thị trường. Thì cái loại này đó người ta nói là sẽ tốt nếu như mà chúng ta làm cocktail, bởi vì cái vị rất là đậm như nãy họ mới nói. Bây giờ mình uống đi rồi mình nói tiếp. Bạn thấy nó burn. Nếu như bạn nào mà rất là quen với lại cái tequila đấy, bạn sẽ thấy là muối và chanh, đúng không ạ? Có nhiều cách để uống. Ở bên người Mexico đó thì người ta sẽ uống tequila như thế này thôi, sẽ không có chanh và không có muối. Nhưng mà không biết là người Mỹ thì họ biến tấu như thế nào, họ lại để chanh và muối. Có thể là do từ là các bạn thấy là margarita làm từ chanh ha, rồi có cái vị muối thì chắc có thể là làm như vậy và để xoa dịu đi cái vị thật là nồng và gắt khi mà nó xuống cổ của mình. Thì theo đó một chút chanh thì quá chua nên chút muối nó sẽ đầm lại, nó sẽ balance lại cái vị của cái thức uống này. Đó là về phần Silver và Blanco. Hiểu đúng hết thì mình đã tiếp. Các bạn có thể uống không như thế này, giống như là họ có những người bạn họ không có thích uống tequila với lại muối hoặc chanh, nhưng mà họ thì phải có nha các bạn, tại vì nó mạnh quá. Có người thì có thể để lên tay ha, rồi bạn để cái muối lên như thế này đó. Rồi thì mình vô. Cheers. Hello. Ui dâu quá. Thì mình đó là cách mà họ thích uống tequila. Có người thì họ sẽ để muối, để chanh liếm trước rồi uống sau cũng được, thì cái vị nó sẽ smooth hơn rất là nhiều. Bạn sẽ không thấy được cái vị tequila đọng lại trong lưỡi mình nhiều, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ mình sẽ đi đến Reposado nha. Thì Reposado là một dạng tequila mà bạn có thể thấy là cái màu của nó ngã vàng, đúng không ạ? Thì lý do là ngã vàng thì các bạn cứ nhớ cho Hào là nếu như bạn có những loại liquor nào mà bạn thử uống á, mà những cái màu nó ngã vàng thì nó sẽ được age, có nghĩa là nó sẽ được tiếng Việt mình dịch là chưng cất ha. Chưng cất khoảng ít nhất là 2 cho đến 12 tháng ở trong cái oak barrel. Một lần nữa, oak barrel là cái thùng gỗ sồi mà mình thấy ở cái nước phương Tây có, là gỗ sồi là gỗ oak. Oh yeah, oak là gỗ sồi. thì có rất là nhiều loại. Các bạn thấy không, một ly là họ bắt đầu thấy tưng tưng rồi. Có nhiều loại là oak barrel ha. Thì có rất là nhiều loại gỗ sồi, bởi vì tùy theo cái vùng miền cũng như là cái đất, nước, khí hậu mà sẽ tạo nên những cái gỗ sồi khác nhau. Các bạn có thể làm như Hào vậy đó, uống cái chanh muối thì nó sẽ smooth, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Whew.
Và loại tequila này người ta sẽ recommend là khuyến khích là mình có thể sip. Sip có nghĩa là nhâm nhi á. Nếu như mà ai mà thích uống whisky mà hay uống nhâm nhi á thì Reposado sẽ là một nhân loại như vậy. Hoặc là thực sự là họ thích dùng Reposado để mà làm cocktail. Tại vì á, các bạn biết là những cái loại rượu mà aged thì làm cocktail cái flavor của nó sẽ nhiều hơn và more complex và more phức tạp hơn. Và để đến cái phần cuối thì họ không có cái này, đó chính là añejo. Thì añejo thì họ sẽ để cái hình añejo thì cái màu của nó sẽ rất là đậm và đạt đậm hơn như thế này luôn. Và để được gọi là añejo và đạt được cái màu của añejo thì nó sẽ phải được age, có nghĩa là chân cất từ 1 cho đến 3 năm. Lý do là vì khi mà để age như thế này đó các bạn, nếu bạn nào mà sành whisky á, bạn thích tìm hiểu về những cái loại này đó, thì lý do là vì khi mà nó để trong cái thùng nó lâu như vậy cho nên là những cái mùi của cái gỗ sồi nó sẽ ăn vào trong cái liquor, cái tequila này, nên là cái loại añejo này sẽ có cái vị là vanilla, những cái vị citrus, là những cái vị mà của cam chanh quýt ha. Em đợi chút xíu. Yo. Yes. Añejo là một loại tequila mà bạn có thể just sipping. Bạn có thể làm cocktail, nhưng mà họ nghĩ là nếu mà làm cocktail thì Reposado hoặc là Blanco là sẽ là ngon nhất. Añejo là nó tại vì añejo rất là mắc tiền. Các bạn thấy khi mà age là càng lâu á, thì sẽ càng mắc tiền. Cho nên là người ta chỉ có thích uống là sipping thôi, hoặc là thích uống on the rock. Nhưng mà thật sự các bạn á, riêng cá nhân họ thì họ thích tequila là uống với cocktail hoặc là take shot như thế này thôi. Bởi vì á, theo như mà họ thấy đó là tequila 3 shot á, là bắt đầu tưng tưng, 4 shot á, là bắt đầu không biết gì, và 5 shot mà không biết mình là ai. Và tới shot thứ 6 á, thì chắc là phải có người mang bạn về tới nhà. Đó là cái điều mà đặc biệt của tequila. Tequila là một những loại rượu mà rất là vui. Khi mà bạn có một cái đám tiệc party rất là nhiều thì tequila như thế này ha. Có thể là do cái cách uống nè, do cái mùi vị của nó và do cái tính chất của tequila mà làm cho người ta cảm thấy rất là hưng phấn. Mỗi một cái loại rượu nó sẽ có một cái buzz, có nghĩa là một cái feeling khi mà bạn uống cho đến cái mức mà bắt đầu thấy xỉn xỉn khác nhau, thì tequila là một những loại rượu mà cái độ xỉn của nó trở nên rất là vui, cho đến khi mà nhiều người sẽ nổi những cái cơn mà rất là lạ lùng, và mỗi một người sẽ đụng trúng một cái dây mà tequila nó sẽ đụng trúng cái dây của người đó khác nhau. Nói vui là như vậy thôi, nhưng mà thực sự là nếu như bạn mà thích tequila và yêu thích tequila thì nhớ là chia sẻ và để lại những comment cho Hào nha. Hợp với mẹ cũng không ạ? Hết rồi. Nếu mà bạn thích mà Hào làm thêm những loại rượu nào á, nhớ là để comment nha. Và nếu bạn yêu thích tequila á thì nhớ là cho Hào biết nhé. Nếu bạn thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ, và đừng quên để lại những comment cho Hào. Hy vọng là bạn thích cái tập này, và nhớ là bạn đã thử tequila chưa, và tequila nào là loại bạn yêu thích nhất. Còn nếu chưa mà bạn đã từng uống như thế này rồi, một loại rượu mà có chanh có muối, thì đó chắc chắn là tequila. Và nhớ là để lại những comment cho Hào, cũng như là giúp Hào share cái video này nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye. Yo. Woo.